đang đi cà phê sang chảnh với bạn thì gặp người yêu làm shipper. Cô gái khiến tất cả bất ngờ với thái độ dành cho anh bạn trai. Đúng là những lúc như thế này mới hiểu rõ được lòng người. Nhóm bạn đang ngồi uống cà phê và trò chuyện hết sức vui vẻ. Anh shipper đi đến quán và giao hàng cho vị khách ngồi bên cạnh. Cô gái áo trắng ngẩng lên nhìn anh shipper sau đó ngay lập tức cúi xuống. Có lẽ do xấu hổ với bạn bè nên cô không dám nhận đây là người yêu của mình chăng? Anh shipper đứng đợi khách kiểm tra hàng và lấy tiền. Cô gái lại ngẩng lên nhìn anh shipper một lần nữa. Tuy nhiên cô vẫn không gọi anh mà tiếp tục trò chuyện cười đùa với hội bạn. Vị khách làm rơi tiền xuống đất, anh shipper cúi xuống nhặt. Lúc này, anh chàng quay sang phía bàn bên và nhận ra người yêu của mình. Cô gái cũng nhìn về phía anh chàng. Có lẽ sợ bạn gái ngại vì có người yêu làm shipper nên anh chàng cũng không nói gì và định bỏ đi. Lúc này, cô gái vội đứng lên và tiến về phía anh shipper. Cô gái nói ban nãy do nắng chói mắt nên không nhận ra người yêu và hỏi sao anh thấy cô mà không gọi. Anh shipper giải thích vì ngại. Cô gái vội kéo người yêu vào bàn ngồi với bạn. Ban đầu anh shipper liên tục từ chối. Cô gái kéo anh ngồi xuống và giới thiệu với bạn thân. Nhóm bạn tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Xem lại camera, ban đầu có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng cô gái xấu hổ vì nghề nghiệp của bạn trai mà không dám giới thiệu với bạn bè. Nhưng hóa ra cô nàng lại nhiệt tình chủ động gọi bạn trai xuống ngồi cùng. Nhờ thế mà anh shipper cũng thấy được tình cảm người yêu dành cho mình.